Cập nhật quân sự mở ngày 23 tháng 8 Hàng Long và quân sự mở xin kính chào quý vị Sau đây là những thông tin đáng chú ý Quân sự mở sẽ gửi tới quý vị buổi trưa nay Tư lệnh không quân Nga chính thức bị sa thải sau nhiều đồn đoán, có thông tin Đại tướng Sergei Surovikin, người mà theo truyền thông đưa tin, đã bị cơ quan phản gián Nga bắt giữ liên quan đến cuộc nổi dậy của Yevgeny Prigozhin hồi tháng 6, đã chính thức bị Tổng thống Nga Putin sa thải khỏi chức vụ tư lệnh lực lượng không quân Nga và được giao cho Bộ Quốc phòng Nga xử lý. Nguồn tin của RBC xác nhận thông tin về việc sa thải Surovikin. Tướng quân đội Sergei Surovikin đã bị cách chức do chuyển sang công việc khác và thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng ông ấy hiện đang nghỉ phép ngắn hạn, một trong những nguồn tin làm rõ. Những thông tin này đã làm sáng tỏ số phận của Sergei Surovikin, hậu binh biến của Wagner. Vị tướng từng có thời gian tại vị ngắn ngủi với tư cách tư lệnh cuộc chiến Ukraine này là tác giả của loạt vụ không kích tên lửa vào cuối năm 2022 nhằm khủng bố năng lượng Kyiv và các thành phố khác của Ukraine trong mùa đông lạnh giá, nhưng không thành công. Surovikin cũng là người khởi xướng sử dụng các hàng rào răng rồng tốn kém, nhưng tỏ ra kém hiệu quả để đối phó với cuộc phản công của Ukraine sau khi Nga thất thế ở những khu vực rộng lớn như Kharkiv và Kherson. Có những thông tin cho biết, chỉ riêng hàng rào răng rồng mong manh ở tỉnh Belgorod, khu vực biên giới Nga và Ukraine, đã tiêu tốn hơn 100 triệu đô la Mỹ chi phí. Nhưng những lực lượng được trang bị nhẹ như quân đoàn tình nguyện Nga và quân đoàn tự do Nga đã vượt qua một cách dễ dàng, chỉ đơn giản bằng cách đi vòng qua chúng. trong khi Surovikin tiếp tục chuỗi ngày xuống dốc sau những nghi ngờ không rõ ràng về việc ủng hộ cuộc binh biến Wagner, đồng minh tin đồn của ông ta, tài phiệt Zelensky Prigozhin đã có chuyến công du châu Phi đầu tiên với một video lan truyền trên mạng về việc ông ta đang có mặt ở lục địa này. Chúng tôi đang làm nhiệm vụ, nhiệt độ trên 50 độ C, đúng như cách chúng tôi thích, ông ta cho biết. Đây rõ ràng là một an bài nghịch lý của số phận. Người trực tiếp nổi loạn thì bình an vô sự, người chỉ là nghi can thì lại bị kẻ lạnh và thanh trừng. Phải chăng chính quyền Putin đang khuyến khích người ta thực sự làm phản, thay vì chỉ dừng lại ở bất bình trong suy nghĩ? Thân tính của Tổng thống Nga Putin biến mất sau khi thừa nhận sự thật gian lận về cuộc bầu cử Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông tuyên bố gần 3 tuần trước rằng cuộc bầu cử tổng thống ở Nga không thực sự dân chủ và dự báo chiến thắng 90% cho Vladimir Putin vào năm tới. Peskov nói với The New York Times trong một bài báo đăng ngày 6 tháng 8, Cuộc bầu cử tổng thống của chúng tôi không thực sự là dân chủ, đó là sự quan liêu tốn kém. Ông Putin sẽ tái đắc cử vào năm tới với hơn 90% phiếu bầu. Cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 3 năm sau. Putin dự kiến sẽ sớm tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 6. Theo những thay đổi hiện pháp do chính cựu đặc vụ KGB sửa đổi trong nhiệm kỳ thứ ba trá hình của mình với thế thần chính trị Dmitry Medvedev làm bình phong, Putin có thể vẫn nắm quyền cho đến năm 2036. Đó là 7 nhiệm kỳ với khoảng 37 năm liên tiếp, một khoảng thời gian nắm quyền quá sức lâu dài và có thể được so sánh với kỷ nguyên Stalin trước đây ở Liên Xô, khi ông này cầm quyền liên tiếp gần 30 năm từ năm 1928 đến năm 1954. Các kênh Telegram của Nga và Ukraine đã nhanh chóng chỉ ra rằng Peskov đã không tổ chức họp báo hay đưa ra bình luận nào cho giới truyền thông kể từ khi ông phát biểu những câu trên. Cuộc họp báo ngắn cuối cùng của ông này là vào ngày 4 tháng 8, 2 ngày trước khi những bình luận của ông được The Times đăng tải. Peskov đã đính chính những phát biểu này sau đó. Tác giả của bài báo đã giải thích những lời tôi nói theo một cách hoàn toàn sai lầm. Peskov nói với hãng thông tấn nhà nước TASS, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã gặp và nói chuyện với tác giả bài báo, đồng thời đến chính câu trả lời về cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới. Và câu trả lời như sau, Mức độ đoàn kết xung quanh tổng thống là hoàn toàn chưa từng có và hiện tại có thể nói rằng nếu ông ấy tái tranh cử tổng thống, ông ấy sẽ được bầu lại với đa số áp đảo trong cuộc bầu cử. Trong khi đó, một kênh Telegram thuộc sở hữu của người dẫn chương trình truyền hình Nga, Ksenia Sobchak, cho rằng ông Peskov hiện đang trong kỳ nghỉ. Bình tĩnh nào, Peskov đang trong kỳ nghỉ, ông ấy sẽ quay lại sau 2 ngày nữa. Một bài đăng trên kênh hôm thứ Hai cho biết, Tuy vậy, nếu là kỳ nghỉ, thì rõ ràng Dmitry Peskov đang có một kỳ nghỉ bất thường. Một người được xem là thân tính của Tổng thống Nga Putin bận rộn như ông ta, rất hiếm khi có được một khoảng thời gian rảnh rỗi kéo dài đến 3 tuần như vậy. Quân Nga đang dùng vũ khí đặc biệt phòng thủ cho cầu kết Cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, người Nga đang đánh chìm chiếc phà thứ hai trong kế hoạch đánh chìm tất cả 6 chiếc phà cũ để ngăn chặn các USP tối tân của Ukraine tiếp cận cây cầu chiến lược nối bán đảo Crimea với đất liền Nga, báo Pravda Ukraine cho biết. Tại khu vực eo biển Kết, gần cây cầu trái phép giữa Nga và Crimea tạm chiếm với tọa độ xác định, quân xâm lược Nga đang tiến hành công tác chuẩn bị đánh chìm chiếc phà thứ hai. Có thông tin cho rằng, những người chiếm đóng có kế hoạch đánh chìm ít nhất 6 chiếc phà để tạo vành đai bảo vệ phía trước cầu. Đồng thời, người Nga có ý định lắp đặt các thanh trắng ngăn cách giữa những chiếc phà bị chìm. ZUR nhấn mạnh rằng, biện pháp thô sơ để bảo vệ cây cầu dài tới 19 km bằng cách đánh chìm vài chiếc phà chỉ cho thấy sự lo lắng và sốt ruột trong các quyết định của kẻ thù và cuộc khủng hoảng trí tuệ trong giới lãnh đạo chính trị quân sự Nga. Quân sự mở thì nghĩ, có lẽ mỗi chiếc phà phải dài đến 3 km, thì 6 chiếc phà vẫn chưa đủ để che chắn toàn bộ cây cầu dài tới gần 20 km này, chứ đừng nói chỉ là những chiếc phà dài từ vài chục đến hơn trăm mét như vậy. Cho đến nay, Ukraine đã thực hiện thành công hai vụ tấn công nghiêm trọng vào cầu eo biển Kursk, hai cầu Putin. Vụ đầu tiên là dùng một khối thuốc nổ nặng tới 20 tấn, giấu trong xe tải chở hàng vào ngày 8 tháng 10 năm 2022. Và vụ thứ hai xảy ra vào ngày 17 tháng 7 năm 2023, với ít nhất 2 xuồng cảm tử C-Baby có thể mang tối đa 850 kg thuốc nổ mạnh mỗi chiếc. Tất cả đều do Dịch vụ An ninh Quốc gia Ukraine, SBU thực hiện. Tình báo Ukraine xác nhận, họ đã phá hủy tới hai chiếc oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 của quân đội Nga trong cuộc tấn công bằng Quadcopter, một loại UAV có 4 rotor từ bên trong lãnh thổ Liên bang Nga. Hai máy bay ném bom Tu-22M3 đã bị phá hủy hoàn toàn, hai máy bay khác bị hư hỏng nhẹ, thông báo cho biết. Nga đang tỏ ra cực kỳ lúng túng trong việc bảo vệ lãnh thổ nội địa của mình, đặc biệt là ở các khu vực nhạy cảm và quan trọng như thủ đô Moscow hay các sân bay chiến lược trước các UAV tấn công tầm xa và các toán biệt kích của Ukraine. Hai quốc gia là hai phía của cuộc chiến có chung một đường biên giới rất dài, mà chiến sự chỉ diễn ra ở một nửa của đường biên giới đó họ cũng có chung ngôn ngữ, văn hóa, thói quen và vì vậy không khó để các biệt kích Ukraine thâm nhập vào sâu trong nội địa nước Nga. Việc dịch vụ an ninh Ukraine SBU có thể ngụy trang và sau đó đưa một khối lượng thuốc nổ lớn đến 21 tấn đi vòng vèo qua khắp các ngã đường ở Nga và sau đó trở lại Crimea qua cây cầu eo biển Kurs rồi kích nổ nó là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Ở chiều ngược lại, dường như cơ quan phản gián của Ukraine lại đang làm tốt công việc vô hiệu hóa các nhóm biệt kích, sát thủ và gián điệp Nga, khiến cho lực lượng quân đội lạc hậu của Moscow mất đi những thiết bị chỉ thị mục tiêu. Theo cách nói của người Việt Nam, chạy bằng cơm hiệu quả nhất này, cho các tên lửa không kích tầm xa của họ. Chuyên cơ chở gia đình ông Putin rời Nga trước ngày diễn ra cuộc chiến ở Ukraine một cuộc điều tra cho thấy chiếc máy bay tư nhân trước đây được gia đình tổng thống nga vladimir putin sử dụng đã rời moscow vào, vào đêm trước cuộc xâm lược toàn diện vào ukraine hiện đang được vận hành bởi một công ty cho thuê có trụ sở tại áo có liên hệ với các nhà tài phiệt nga Important Story, một nhóm điều tra độc lập của Nga đã phát hành một báo cáo vào thứ hai, công bố chi tiết về chiếc máy bay phản lực tư nhân trị giá 60 triệu đô la được mua lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2013 bởi Gennady Timchenko, một người bạn tỷ phú của Putin. Nó được cho là đã được sử dụng để đưa các thành viên trong gia đình của Tổng thống Nga, bao gồm cả con gái ông, Katerina Tikhonova rời Nga vào ngày 23 tháng 2 năm 2022, trước khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine một ngày mặc dù hiện tại ukraine đã chiếm được ưu thế tương đối trên chiến trường và gây ra những mối đe dọa tấn công vào sâu lãnh thổ nga họ rõ ràng đã phải trải qua một khoảng thời gian đầy khó khăn trước quân đội nga thật khó hiểu lý do ông putin cho di tản các thành viên gia đình mình mà có tin cho rằng là sang geneva thụy sĩ một quốc gia nhỏ bé ở trung tâm châu âu nằm kề bên miệng con hổ nato để lánh nạn nó có thể cho thấy Tổng thống Nga Putin hoặc là không tin tưởng năng lực phòng vệ của chính Nga, hoặc là cho rằng NATO sẽ không thúc ép Thụy Sĩ giao nộp các thành viên gia đình của ông, và hoặc là cả hai điều trên. Sự lo sợ cho tính mạng bản, bản thân này của Tổng thống Nga Putin, một cựu đặc vụ KGB cộng cán theo nhiều tuyên truyền viên Nga, còn thể hiện trong những sự kiện khác. Mikhail Khodorkovsky từng là người giàu nhất nước Nga trước khi đắc tội với ông Putin, nói với Newsweek vào tháng trước rằng Tổng thống Nga đã rời khỏi Moscow trong cuộc nổi loạn do chùm đánh thuê Wagner do Prigozhin lãnh đạo vào ngày 24 tháng 6. Ông cho biết thông tin từ một trong những người liên lạc của mình rằng Putin đã rời Moscow bằng máy bay trong khi diễn ra cuộc đảo chính lãng xẹt và đã kết thúc chống vánh sau đó và rất có thể đã đến cung điện của ông ta ở Vandai giữa vùng Tver và Novgorod của Nga, cách thủ đô của Nga khoảng 250 dặm. Có nhiều cư dân mạng đã chế giễu, trong khi Zelensky đáp lại lời đề nghị hỗ trợ di tản của Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff rằng chúng tôi cần vũ khí, không phải một chuyến bay. Ông Putin có lẽ đã nghĩ trong đầu khi rời Moscow trong khi cuộc bạo loạn diễn ra. Tôi cần một chuyến bay, không phải vũ khí. Cập nhật quân sự mở đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hằng Lâm và quân sự mở, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.